Quý vị và các bạn đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm một lần nữa với cặp loa PV Modern SP2 Ti còn mới tinh như cùi thùng đến từ Mỹ. Một trong những cấu hình được xếp hạng khủng nhất ở phân khúc 1 bát 40 và 1 can với chất âm chơi đa thể loại nhạc cũng như karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn. Với sự thể hiện đẳng cấp và uy lực mạnh mẽ của giải trầm trong đoạn nhạc quen thuộc, quý vị có thể thấy được rằng với tiếng bát của nó xuống khá là sâu, khá mềm mại và uy lực được xếp hạng mạnh như sấm cho cặp loa với công suất 1200W trước máy quay. Phần bên trên thì tôi đang phối ghép cho cấu hình một con đẩy và một con vang. Chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn cấu hình này và cùng thưởng thức chất âm tiếp theo. Quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực, nhất là trong phân khúc tầm giá không quá đắt đỏ. Ở đây thì theo cấu hình này chúng ta cùng ngắm nhìn. Tôi sẽ review lại cho quý vị tham khảo cũng như là cùng trải nghiệm với cấu hình của cặp loa PV đến từ Mỹ với công suất khủng 1200W mạnh như sấm. Trong đoạn clip này thì theo yêu cầu cho anh em An Giang thì tôi đang phối ghép cùng với con đẩy thương hiệu Đức mặt phay nhôm với công suất của nó đạt tới 2400W và con vang cơ lai số Realnetic CS10. Đó. Tích hợp các tính năng ăn chơi như từ cắm cổng USB, Bluetooth đó, hay là giải mã bằng cổng quang. Các tính năng điều chỉnh hệ thống nhạc của nó tiếng rất hay với mạch music to le cũng như là phần điều chỉnh mic. Phần echo reverb thì đây được thiết kế luôn 8 số điều chỉnh. Chúng ta có thể điều chỉnh ở mức độ khá là chuyên nghiệp cho giải mic. Quý vị cùng quan sát kỹ. Đây là những con vang các thế hệ trước thì rất là được ưa chuộng và dễ sử dụng mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Cấu hình này thì cho phép chơi bát 40 này thì nó đánh dư thừa cho cặp loa này, thậm chí là bát 50 bởi vì công suất lên tới 2400W cho con đẩy thương hiệu đến từ Đức, mặt phay nhôm rất là đẹp và cấu hình còn đang là mới năm nay. Và phần bên dưới là cặp loa PV Modern SP2 Ti đến từ Mỹ. Chúng ta có thể thấy được rằng trang bị phần thùng gỗ bạch dương và phủ composite còn đang mới tinh như khui thùng. Về cấu hình này thì có lẽ rằng độ mới và độ đẹp thì quý vị không cần phải hỏi thêm bất kỳ một lời nào. Tôi cũng có thể nói rằng nó là miễn bàn luận, bởi vì nó đã mới như thế này thì chúng ta không bàn luận. Với phần thùng gỗ bạch dương, phủ composite, chống thấm nước và chống chảy xước, cao 80, ngang 60 và sâu 42. Công suất ở ngưỡng cho cả đôi, 1200W trên trở kháng 8 ohm. Độ nhạy cao 126dB trên cặp loa PV SP2 Ti. Đó, đẹp mướt từng góc cạnh nhỏ nhất, không giống như là các thế hệ cỏ thùng nó xấu và được bọc nỉ nông xù như nông gấu rất là bẩn. Đó, thay vì những cái cặp loa nó đẹp như thế này, chúng ta trưng bày phòng khách thì mới chỉ ngắm nhìn thôi đã phê rồi. Trên cặp loa PV Modern SP2 Ti có xuất xứ đến từ Made in USA này, quý vị thấy rằng một bát súp 40 màng nâu, gân vải xếp tẩm dòng với xương đúc và từ lớn 22 côn 100 bê nguyên một quả bát nặng nệ khệ. Đó, quý vị quan sát hai quả bát đấy. Nó còn mới tinh ạ. Ê căng bằng cước, nó là siêu bền. Nó bền tới hàng trăm năm. Đó, quý vị thấy rằng căng của nó này, khung gỗ nó là gỗ bạch dương này. Nhìn cái vân gỗ của nó rất là đẹp, thùng của nó cũng đều là gỗ bạch dương, quý vị lưu ý nhé. Nó là ván ép gỗ bạch dương. Đó, căng này, đẳng cấp chưa? Căng này thì bao giờ mới hỏng được nó. Từ bộ ê căng đã đẳng cấp. Bát 40 từ 22 côn 100. Kèn 50 x 30 của DX22 16 nổi tiếng của Vivo.
họng của nó là họng tai voice siêu khủng, theo đường lượn cho phép âm thanh đi theo ở chế độ mượt mà nhất so với thập cẩm các dòng vọng kẹt. Đây cũng là ưu điểm mà tôi phân tích rất là kỹ cho nhau. Nhìn cái lớp xi trên hai quả mũi bass cũng là khủng khiếp luôn cho cặp SP2 tỷ. Với tinh như cùi thùng, tất cả từng chút từng góc cạnh nhỏ nhất. Khi chúng ta đậy e căng lại thì quý vị sẽ thấy rằng vẫn nhìn thấy phần nội thất bên trong. Đó, tay cầm hai bên hông, phía sau lưng cấu hình tôi đang phối ghép. Sử dụng hai jack 6.5 ly cho cổng in và chúng ta kết nối cho cặp loa khác thì có thể nối theo cổng out. Chế độ đánh bi-am, chơi riêng giải súp, chơi riêng cho quả kèn khủng. Sau lưng của nó cũng còn mấy tinh luôn. Đó. Đây là cấu hình của con đẩy phía bên trên. Con đẩy nó cho phép đấu ấy, một cặp loa này và hai jack new trick này đấu tiếp một cặp nữa này. Đây là phần trên vang, tôi đã cắm sẵn dây jack cho anh em này. Duy nhất chúng ta chỉ cắm tín hiệu vào này. Đó. Ăn lên TV hay ăn vào các thiết bị phát này. Đó, hai dây đấu loa tôi đã đấu rồi và chúng ta chỉ thao tác là cắm duy nhất cái jack này vào phía sau lưng là xong. Cắm điện là chơi. Đó. Con vang này nó có cổng súp này. Điều chỉnh súp phía sau lưng này, cắt cốt này. Điều chỉnh giải tần này. Đó. Cổng caster này. Chúng ta dùng cổng nào thì quý vị có thể cắm thêm phía sau lưng. Quay trở lại với phía mặt trước. Quý vị quan sát này. Một kiếm. Quý vị quan sát nhé. Ở đây thì trên con vang này tôi cơ bản tôi cũng đã điều chỉnh khá là ok rồi, cho mic này, cho nghe nhạc này. Còn quý vị thích tùy chỉnh cái gì thì bất kỳ chúng ta có thể điều chỉnh. Đây là nút input nhấn cổng vào này cho các chế độ chơi. Đó, quý vị có thể chơi theo cổng ví dụ như là nhấn chúng ta nhấn theo cổng AUX này, như tôi đang chạy nó báo AUX 1 này. Hay cắm USB thì nhấn về cổng USB, cắm Bluetooth thì bật Bluetooth kết nối và nhấn chuyển. Đây, quý vị quan sát này. Đó, ví dụ ta nhấn cái cổng xanh này thì nó về BT là Bluetooth này, sang giải mã này, chúng ta sẽ chuyển về Orbiter, có nghĩa là giải mã bằng dây quang, và chuyển về AUX như tôi đang chạy. Đó, các tính năng của nó cực kỳ là hữu ích cho nhà mà ăn chơi ở thập cẩm các chế độ nhạc, rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không ạ? Đây là những thiết bị audio mà mặc dù với tầm tiền không nhiều nhưng chúng ta có thể thấy là hữu ích. Khi chúng ta nhấn cái này sang AUX 2 và quý vị sẽ sử dụng theo các tính năng trên. Và AUX 1 là dành cho AUX. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng cấu hình mà tôi đang phối ghép cho cả nghe nhạc lẫn cả karaoke. Chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Và với phong cách hát hò chuyên nghiệp gia đình thì quý vị thấy rằng giải trầm khi mà xuống sâu thì chúng ta sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp và trầm. Ngược lại và nghe nó rất là dễ chịu, không bị đanh và chói và cũng bị chẳng bị mệt nội tai. Đây cũng là ưu điểm của dòng loa P-Way. Nhất là những cặp loa còn mới tinh như thế này thì gân màng của nó đều mềm, chất âm của nó cực kỳ là mềm mại. So sánh giữa sự khác biệt với những cái cặp loa mà đã hết hạn sử dụng, tuổi của nó đã quá già, thì đây là một trong những cặp loa mới tinh và nó có giá trị đích thực tới từng đồng tiền bát gạo mà khi chúng ta xuống tiền đầu tư. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, xưởng rèn Tô Kiến Trúc hôm nay giới thiệu đến các bộ dao. Mà chơi.
chôn vùi đi bao phút giây thiên thần, cho lòng mình chết một mình.